em dò chỗ này có một cái nhiệt trên cho mốt, chỗ này hõm xuống này. Vâng, em day với day ba lần, ấn ba lần thôi em day. Thì là chị không có cảm giác cồn cào mà nó không như kiểu đói, cồn cào như đói chị giảm hẳn á. Đấy là chị bị cồn cào đói hay là bị chị tràn dịch? Chị bị dạ dày nhưng mà chị bị trào ngược lên. Dịch đó. Bị trào ngược thì bị dạ dày. Vâng, thế là chị em bảo là khỏi.